tặng chia sớt ra cho ông chín đồ ăn. Ừ. Để hỏi chứ mà già biết có biết là mà lại em đu đủ mắm không? Em đu đủ mắm không? Còn bà ở nhà tôi lại nha, cá rô con gì nè, khô béo nha, thơm phức luôn vậy đó. Nãy hả? Ông chú đang đi nãy hả? Bị giấy hả? Tiêu quỷ chưa chồng này. Định đi chứ.